mình ra đi thăm trúm mọi người. Năm giờ mấy xương xương không hợp tác xã sẽ hỗ trợ giá thêm cho nông dân trong mùa dịch Covid-19. Hợp tác xã của anh Huy cũng thường xuyên đưa những chuyến xe nông sản đến các trung tâm đang giãn cách để làm thiện nguyện. Hợp tác xã để đây ngồi vô một chút nha, tham đi ngồi vô một chút nha. Chỗ nào không nhớ. Đây nè. Đây nè. Đã hòa tướng xã Kênh đang quản lộ, vừa tốt nên xã khi không nhận.
thăm cái lập ớt nha. Ui, cá nhảy kìa. Bắt được cha, dính lên đó kìa cha. Đó, đó, đó. Góp à? Cả người cá lên rồi. Lên rồi. Như thấy còn con nữa mà ta. Cái trắng trắng, ăn bắt gọn còn trắng trắng đi, nằm cặp cho lưới nè. Tắt rồi mọi người. Chấm lươn thắt rồi mọi người, có chắc đủ ăn quá. Chắc được con lươn mà không biết bự nhỏ thôi. Chưa đổ ra nữa. Đi vô đây đổ ra cho mọi người coi được nhiêu nè. Để đây mà gia đình mình đặt để ăn hàng ngày thôi chứ không có như người ta đặt bán mọi người. Nãy thăm lợp ếch không có ếch mà được cái lóc. Cái nhỏ đủ kho đây nè, lưng bự ngập luôn mọi người. Trời bá kìa. Ngập rồi. Con cầu một. Ngồi đó ảnh chết. Cái cây sổ không? Cái đại hết đi. Thôi. Tiếc đâu là nó chết thôi. Thôi. Con sổ. Nó đại hết đi.